Cảm ơn quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình đối thoại phần 4 bàn về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Trong các chương trình đối thoại trước thì tác động kinh tế xã hội của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đã được các khách mời bàn luận và thảo luận rất sôi nổi. Tuy nhiên với những vụ tai nạn đường sắt liên tiếp xảy ra thời gian gần đây thì có thể nói là dự án này càng trở nên cấp thiết hơn. Vừa qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương thực hiện việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam để trình Quốc hội. Và trong số đối thoại tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các khách mời để bàn luận về việc triển khai dự án, làm sao cho phù hợp với bối cảnh kinh tế cũng như điều kiện thời tiết và khí hậu của Việt Nam hiện nay. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Đỗ Văn Hạp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Giao thông Vận tải. Ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật Việt Thinh. Tiến sĩ Phan Lê Bình, giảng viên khoa kỹ thuật hạ tầng Trường Đại học Việt Nhật Đại học Quốc gia Hà Nội. Vâng, trước hết là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tiếp tục bàn về một chủ đề. Tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua cũng đã tạo ra được một tiếng vang với dư luận và có lẽ là đối thoại sẽ tiếp tục bàn luận để có những thông tin sâu sát hơn, thực tiễn hơn đối với quý vị khán giả, những người đang quan tâm đến chủ đề đó của chúng tôi. Thì trước khi mà chúng ta bàn luận tiếp về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có chiều dài 1.570 km với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 56 tỷ đô la Mỹ đã được chính phủ trình Quốc hội vào tháng 5 năm 2020. Thời điểm đó, Quốc hội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn để khẳng định sự hiệu quả và tính khả thi của dự án. Dự án này đã được tái khởi động khi trong đề xuất gửi Thủ tướng vào đầu tháng 1 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng lộ trình mới cho việc nghiên cứu hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án như sau. Từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 10 năm 2018, Bộ Giao thông Vận tải sẽ thực hiện các báo cáo chuyên đề về sự cần thiết phải đầu tư, lựa chọn công nghệ, tốc độ và tiêu chuẩn kỹ thuật, phương án tổ chức chạy tàu, tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn để hoàn thiện, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, nếu các hạng mục này bám sát kế hoạch đề ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền kết quả nghiên cứu hoàn thiện chủ trương đầu tư. Và đến tháng 5 năm 2019 thì chính phủ xem xét trình Quốc hội chủ trương đầu tư dự án. Còn lộ trình thực hiện dự án như sau. Đến năm 2020, nghiên cứu phương án xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa trên trục Bắc Nam. Trong đó chuẩn bị các điều kiện để từng bước ưu tiên xây dựng trước những đoạn tuyến có nhu cầu vận tải lớn như các đoạn Hà Nội Vinh, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030, triển khai xây dựng mới tuyến đường sắt tốc độ cao, trước mắt là khai thác tốc độ tàu chạy từ 160 cho đến dưới 200 km/h, đường đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa hạ tầng tuyến, có thể đáp ứng khai thác tốc độ cao tốc là 350 km/h trong tương lai. Tầm nhìn đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến đường sắt đôi tốc độ cao khổ 1.435mm trên trục Bắc Nam. Và sau năm 2050, triển khai tổ chức khai thác tốc độ cao tốc là 350 km/h. Trước kia thì chúng ta dự định với xây dựng đường sắt cao tốc và như tương ứng như Shinkansen của Nhật, tốc độ khoảng 350 km/h vận tải hành khách và cũng là đường đôi khổ 1435. Thế hiện nay thì chúng ta đang nghiên cứu để xây dựng đường sắt tốc độ cao khoảng đâu đó 160 đến 200 km/h. Một giờ và vừa vận tải hành khách và vừa vận tải hàng hóa. Chúng ta phải tính toán cái việc hạ tầng, chọn phương thức nào, chọn quy mô nào, chọn công nghệ nào để cái hạ tầng nó không lỗi thời, nó không lạc hậu và để làm sao nó có thể chuyển đổi được, nó có thể chuyển sang giai đoạn 2 mà với một chi phí thấp nhất. Tôi đã làm về tài chính dự án ở 20 mấy nước ở châu Á, những nước như Mông Cổ rồi Trung Quốc rồi các nước. Thì cái đường sắt là cái đường huyết mạch của một quốc gia. Tại vì chúng ta không thể nào mà gọi là đầu tư dàn trải tất cả như về sân bay, rồi lại còn tàu thủy, rồi lại còn xe ô tô, tất cả. Thì tôi không hiểu tại sao mà, xin lỗi, gọi là chính phủ từ trước là không cho gọi là cái đường Bắc Nam là cái đường huyết mạch. Mà bây giờ mãi đến 2010 bây giờ mới nghĩ đến cái chuyện đó là đường huyết mạch. Thực sự đó là phải là cái đường huyết mạch Bắc Nam là của phát triển. Năm 2010 thì chúng tôi cũng được dự một cái buổi họp cuối cùng của Bộ Giao thông Vận tải trước lúc trình Quốc hội chưa thật là đầy đủ, chưa thật là sâu sắc.
chưa thật là toàn diện. Nếu như chúng ta được hội thông qua, tôi nhìn nhận nó như một cơ hội cho sự phát triển của nhiều ngành khác. Ví dụ như ngành tự động hóa, ví dụ như ngành đóng toa xe, ví dụ như là cái ngành mà hoàn thiện các cái đầu máy toa và dịch vụ ở trên tuyến đường, rồi dịch vụ logistics và cách mạng 4.0 về tự động hóa, về tin học. Cái cách hiểu 56 tỷ đô la của chúng ta là nó chưa rõ ràng. Bởi vì như tiến sĩ Mai đang nói rồi, đường sắt là không thể đầu tư cùng một lúc, không thể cùng một lúc làm cả một tuyến đường dài như thế được. Vì vậy họ phân ra, trước tiên là sẽ làm khúc từ Hà Nội Vinh và Sài Gòn Nha Trang. Thông thường người ta làm những cái khúc dễ trước, và đặc biệt là hai cái khúc đó có nhu cầu hành khách rất lớn, để làm thí điểm từ đó mới nhân rộng ra. Thì vì vậy khi anh làm hai cái khúc đó thì cái số tiền nó cũng không phải là cái số tiền nó quá lớn. Và một cái rất là quan trọng đó là cái việc chuẩn bị vốn. Tránh cái bài học của Trung Quốc là rất là nghiêm trọng hiện nay, tức là rất nhiều đường sắt cao tốc của Trung Quốc dự án dừng vẫn để hoang phế như vậy, và hàng triệu công nhân không có việc làm. Tại vì đã tính ra làm việc đó rồi, đã có sắp xếp việc làm cho họ để xây dựng một cái dự án lớn rồi, đến lúc đó vấn đề về nguồn nhân lực huy động mà lại dừng dự án không cho vốn. Điển hình như hai cái tuyến ngắn có mười mấy km ở thành phố Hà Nội, hay là một cái tuyến thành phố Hồ Chí Minh về đường metro thôi mà làm còn không làm nổi, còn đội vốn, còn tất cả mọi thứ khác. Khó có thể tìm đâu ra một nguồn lực lớn như vậy mà nội địa cả. Dứt khoát là phải nhờ vào cả cái đầu tư của nước ngoài, là khoản vay của chính phủ, của các cái ngân hàng cơ sở hạ tầng mà chúng ta cũng là cổ đông, như là cơ sở hạ tầng châu Á, vân vân. Đường sắt thì cái đầu tư hạ tầng nó lại quá lớn, vượt qua cái khả năng của các nhà đầu tư đơn lẻ. Giới người ta xã hội hóa là như thế này, cái xương sống thì bao giờ quốc gia, nó là tài sản quốc gia. Nhưng kết nối, vận hành, kết nối, kể cả trong quá trình sử dụng, kể cả từ bảo dưỡng, kết hợp với các khu đô thị để tạo hiệu quả cho ngành đường sắt cao hơn nữa, thì người ta lại đấy là xã hội hóa, chứ không xã hội hóa toàn bộ giống như đường bộ. Vâng, thưa các khách mời, phần tổng hợp vừa rồi chúng tôi đã trích lại một số những ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong các số trước, và có lẽ là các khách mời đều đã theo dõi rồi, đều biết là chúng tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi, rất nhiều vấn đề xoay quanh dự án này. Và ngày hôm nay thì có ông Hạt ở đây, tôi nghĩ là người trong cuộc, thậm chí là cả ông Bình cũng đã từng tham gia vào cái câu chuyện của dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam năm 2010, đúng không ạ? Vâng. Thì có thể là chia sẻ một số thông tin về cái câu chuyện là tại sao năm 2010 dự án này lại chưa được Quốc hội phê duyệt, và liệu năm 2019 với câu chuyện như vậy, với những vấn đề vướng mắc như vậy, thì chúng ta có hướng nào giải quyết hoặc có sự khác biệt gì không ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Hạt ạ. Tôi được tham gia lập cái báo cáo đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam từ giai đoạn 2007-2010. Năm 2010 thì chính phủ đã trình ra Quốc hội, nhưng mà Quốc hội thì hồi đó cũng hỏi rất nhiều câu hỏi, tổng cộng tôi nhớ là hơn 80 câu hỏi. Nhưng mà chung quy lại thì nó thuộc một số nhóm vấn đề sau đây. Thứ nhất là sự cần thiết về đầu tư. Thứ hai là hỏi về cái số vốn mà gần 56 tỷ đô la đấy thì tạo cái áp lực lên cái nợ công như thế nào, liệu có bị vượt trần không. Và thứ ba là cái tính khả thi của dự án. Và cái tính khả thi ở đây thì người ta quan tâm nhất đến cái vấn đề là cái nhu cầu đi lại, liệu đã đủ để anh buộc phải xây đường sắt cao tốc hay chưa. Thế thì đấy là một số nhóm vấn đề mà các đại biểu Quốc hội nêu ra, do đó là chưa thông qua cái dự án này. Thế thì bắt đầu từ cuối năm 2017 thì Bộ Giao thông Vận tải có cái quyết định là cho phép là rà soát, hoàn thiện lại cái báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của cái dự án đường sắt tốc độ cao. Còn trước đây là đường sắt cao tốc, còn bây giờ là đường sắt tốc độ cao, để trình Quốc hội vào cái kỳ họp giữa năm 2019. Thế thì ý thức là cái sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội đến những vấn đề gì, thì kỳ này chúng tôi là tập trung là làm rõ. Sở dĩ là Quốc hội chưa thông qua vì có một số câu hỏi mà nó phải sâu hơn cái bước là báo cáo đầu tư. Mà bây giờ thì chúng tôi làm thì nó phải tương đương với bước khả thi về một số những cái vấn đề mà Quốc hội quan tâm. Thế còn cái sự khác nhau cơ bản giữa cái báo cáo kỳ này với cái báo cáo trình năm 2010 thì ngay từ tên gọi nó đã khác rồi. Năm 2010 là tên gọi là đường sắt cao tốc.
bây giờ là đường sắt tốc độ cao, có nghĩa là chúng ta có thể phải nghiên cứu cả về cái vấn đề là chạy chung giữa tàu khách với tàu hàng. Thế thì đấy là cái điểm khác nhau cơ bản nhất, cho nên là cái giải tốc độ cũng thấp đi. Trước đây cao tốc thì đương nhiên phải khai thác với tốc độ 300 km/h trở lên, nhưng bây giờ tốc độ cao thì nó chỉ trong phạm vi từ 160 đến 200. Do vậy nó cũng có điều kiện để khai thác chung giữa tàu khách và tàu hàng. Thì đấy là tôi nói trước hết là về cái sắc nhau cơ bản và cái sự quan tâm chính của cái đợt này là làm cái gì. Vâng. Sau đây thì có thể là các đại biểu khác có thể trao đổi thêm và dần dần chúng ta sẽ làm rõ từng vấn đề. Vâng, tôi xin phép hỏi anh Hạp một chút là khi chúng ta đưa câu chuyện là chạy chung tàu khách với tàu hàng thì theo hình dung của tôi ấy, là trong cái tuyến mới nếu chúng ta xây dựng thì khả năng là chúng ta dùng cầu cạn cũng khá là nhiều trên tuyến. Tại vì nếu mà chạy bằng ấy, là những cái phần giao cắt với lại đường bộ sẵn có là chúng ta sẽ gặp cái vấn đề về an toàn đường sắt như thời gian vừa qua đã xảy ra nhiều tai nạn. Thì chúng ta giải quyết nó bằng ví dụ là cầu cạn. Thì khi đó nếu mà chúng ta chạy tàu hàng, cái tải trọng nó sẽ rất lớn và nó đòi hỏi cái hệ thống hạ tầng chúng ta nó phải to hơn, vững hơn, đương nhiên là phải tốn tiền nhiều hơn. Thế thì thường thì giới chuyên gia chuyên môn thì có thể nghĩ đến cái giải pháp là cái tuyến đường mới là chạy riêng tàu khách, còn cái tuyến đường đã hiện có thì chúng ta chỉ chuyên chạy tàu hàng thôi để cho nó đỡ cái mức chi phí đầu tư. Thì chúng ta có tính đến phương án đấy không? Trong cái báo cáo đầu tư lần trước ấy, chính là trong cái luận để chọn giải tốc độ ấy, thì cũng đã đề cập đến vấn đề này. Bởi vì nếu về mặt chuyên môn ấy, thì chạy chung cả tàu khách và tàu hàng mà không hạn chế về tải trọng ấy, thì bao giờ người ta cũng phải khai thác tối đa cái tải trọng của tàu hàng, tức là T22, đấy là theo chuyên môn. Thế còn nếu như chỉ chạy tàu khách ấy, thì chỉ cần T16 thôi, có nghĩa là tải trọng của cái hệ thống kết cấu là nó phải tăng lên, do đó cái chi phí xây dựng cũng tăng lên. Thứ hai nữa là đã chạy tốc độ cao thì phải chạy trên cao để tránh những cái xung đột đồng mức với những cái hệ thống đường bộ đã có. Thế mà không có ai lại bốc dỡ hàng ở trên cao cả. Cho nên cái vấn đề chạy chung giữa tàu khách với tàu hàng ấy là một cái mà nếu như là dư luận nói chung thì có vẻ như coi như là có cái ấn tượng là như thế sẽ hiệu quả hơn. Nhưng thực tế đi sâu vào phân tích ấy, thì chưa chắc đã hiệu quả hơn. Cho nên trong kỳ này thì định hướng của chúng tôi cũng sẽ là vẫn chạy chung tàu khách tàu hàng nhưng mà có một số chủng loại hàng nhất định thôi. Và ví dụ như là hướng tới là vận tải container chứ không phải là bất cứ loại hàng nào. Ví dụ như chở đá, chở xi măng, chở thép là chắc chắn là sẽ không phù hợp. Vâng. Cho nên cái tải trọng giữa hàng với khách nó cũng khá gần nhau. Vâng. Đấy thì mà chở tàu hàng mà nó không gây tăng quá nhiều về tải trọng thì chúng ta có thể chấp nhận được. Vâng, cảm ơn. Vâng, tôi có một chuyên gia kinh tế trong hai số trước ạ, còn nói về việc là rất là kỳ vọng là nếu mà chúng ta chở hàng thì nó sẽ giảm bớt những cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp, và đấy mới là cái vấn đề mà quan trọng quyết định cái việc là có được phê duyệt hay không, tức là nó sẽ tác động tới vấn đề kinh tế, tác động tới hàng trăm nghìn doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ là đấy cũng là một vấn đề mà có lẽ là ông Hạt có thể lý giải thêm một chút ạ. Vâng, xin trao đổi thêm thế này. Trong cái chiến lược phát triển đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 ấy, thì đã nói rõ là đối với tuyến cũ thì sẽ được cải tạo nâng cấp để đạt tiêu chuẩn là đường sắt cấp 1, tức là tốc độ tàu khách khổ 1 mét đường đơn nhưng cũng có thể chạy với tốc độ là 100 km/h. Cho nên là cái vai trò của cái tuyến đường sắt cũ sau khi được nâng cấp ấy, thì nó sẽ là thứ nhất là chạy tàu khách và chủ yếu là tuyến ngắn để gom khách cho đường sắt cao tốc, và thứ hai là vận tải chính là vận tải hàng hóa. Bởi vì khi mà đã lên đến đường sắt cấp 1 ấy, thì đường đơn cũng có thể chạy được 25 đôi tàu ngày đêm. Thế mà thông thường hiện nay ấy, thì trên tuyến đường sắt thống nhất chúng ta khai thác khoảng độ 6 đôi tàu khách. Vậy thì còn 19 đôi tàu hàng. Cho nên lúc đấy thì cái năng lực vận tải của tuyến cũ ấy, nó cũng sẽ được tăng lên rất nhiều. Và tuyến cũ thì anh dùng khổ 1 mét và toa vẫn cũ như thế thì anh có thể chở nặng theo đúng cái quy định về tải trọng. Còn tuyến mới thì hướng tới là vẫn chở cả hàng nhưng mà hàng container để cho nó bớt cái vấn đề mà phải nâng cao cái kết cấu của cái phần đường. Vâng. Có một vấn đề nữa thì đó là cái vấn đề về vốn đầu tư. Chắc là một trong những lý do mà Quốc hội đã không thông qua cái dự án này vào năm 2010. Đó là cái tổng vốn đầu tư lúc đó dự kiến là 56 tỷ đô.
trong bối cảnh ngân sách lúc đó thì nó làm cho nhiều đại biểu cũng băn khoăn về cái vấn đề vượt trần nợ công. Và hiện nay trình lại cái dự án này thì tôi nghĩ là cái mức tổng vốn đầu tư nó cũng phải chắc là không thể thấp hơn được con số đó, thậm chí cao hơn. Theo tôi thì cái việc Quốc hội băn khoăn về cái tổng vốn đầu tư trong bối cảnh ngân sách hiện nay là vấn đề chính đáng. Nhưng nếu cần thiết chúng ta vẫn phải đầu tư. Bởi vì chúng ta không thể nói đến một đất nước mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà lại không có cái đường sắt tốc độ cao, đặc biệt như Việt Nam. Tất cả những nước phát triển này người ta đều sử dụng các cái phương thức vận tải song song, đường bộ, đường hàng không, đường sắt. Thậm chí những quốc gia chúng ta còn phải phát triển cả cái hệ thống vận tải biển rất là tốt. Đấy. Thì mới nói một đất nước hiện đại phát triển được. Hiện nay chúng ta thì đường bộ thì cũng đã được nâng cấp, nhưng mà nói chung là năng lực vận tải nó cũng đã đạt đến giới hạn. Đường hàng không thì chúng ta biết là quá tải. Còn đường sắt thì với hệ thống hiện nay rất khó để mà gọi là đáp ứng nhu cầu vận tải. Mà chúng ta biết rằng cái xu hướng là tăng về cái lưu lượng về hành khách, tăng lưu lượng vận tải hàng hóa là rất lớn. Và nếu như tính toán thì tại sao các nước người ta lại ưu tiên cái vận tải đường sắt rất là mạnh? Bởi vì tính toán ra hiệu quả nó rất là tốt, an toàn, hiệu quả và tiện lợi. Tiện lợi. Nếu như mà có hệ thống đường sắt tốc độ cao, chắc chắn là cái việc đi lại người dân sẽ tiện lợi hơn rất nhiều so với các cái phương tiện vận tải đường bộ hoặc là đường hàng không. Đấy, nhưng chúng ta chưa có thì chúng ta chưa thấy cái tiện ích của nó. Nhưng nếu chúng ta có rồi thì tôi cho rằng đây là một cái rất là tốt để mà kích thích cái sự phát triển về kinh tế, về xã hội và đem lại cái nhu cầu cho người dân. Cho nên tôi nghĩ rằng là dù có tốn kém chúng ta vẫn đầu tư. Vấn đề là gì? Trong bối cảnh ngân sách hiện nay thì chúng ta phải tính toán làm sao cho cái chi phí đầu tư nó thật là phù hợp và thật là hiệu quả. Cái thứ hai nữa chúng ta phải phân kỳ đầu tư cho nó hợp lý. Và thứ ba nữa là chúng ta phải tính đến là nhà nước chỉ đóng vai trò quy hoạch và kêu gọi đầu tư. Và đầu tư những cái phần gì thiết yếu. Thế còn những cái phần khác cần phải tính đến cái nguồn vốn xã hội hóa. Trong đó thì có cái việc là phải kêu gọi các cái tập đoàn vận tải tư nhân trong nước và ngoài nước tham gia đầu tư. Đầu tư từ hạ tầng đường sắt cho đến đầu tư đầu máy toa xe và đầu tư vận hành khai thác. Tôi thấy rằng các nước phát triển thì đều như vậy thôi. Không có nhà nước nào làm đầu tư toàn bộ cái đường sắt cao tốc cả, mà chủ yếu là các tập đoàn tư nhân. Tối đa 50%. Nhà nước chỉ có là quy hoạch, nhà nước chỉ có là vốn mồi, nhà nước chỉ có làm những cái hạ tầng. Đấy, còn những cái phần mà thương mại thì cũng phải do các cái tập đoàn của tư nhân nó vào. Thì tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta cũng sẽ không có cái giải pháp nào khác được ngoài những cái quy luật chung như vậy. Nhưng năm nay khi trình ra Quốc hội chắc chắn câu chuyện về tiền vẫn là một cái vấn đề nóng. Xin trao đổi thêm về cái chủ đề này với anh Vinh, với quý vị khán giả. Là hiện nay thì cái phần mà hoàn thiện cái báo cáo đầu tư này mới đang ở bước là báo cáo giữa kỳ. Thành ra cũng chưa tính đến cái tổng mức mới. Thế nhưng mà theo cái lẽ thông thường thì nếu như cái tổng mức năm 2010 đã là 55,8 tỷ đô rồi thì bây giờ nó trượt giá đến năm 2018 và thậm chí phải tính đến năm 2020. Thì đương nhiên nó phải tăng. Thế nhưng mà nó vấn đề nó ở chỗ này, này. Đấy là cái tổng mức đầu tư. Có nghĩa là tính tất cả các chi phí để mà xây dựng cái tuyến đường sắt này, mà đấy là xây cho toàn tuyến. Thế nhưng trong đó thì cái phần mà chi để xây hạ tầng ấy là chỉ có 30,8 tỷ đô thôi. Còn lại là 1 tỷ 7 là để dành cho giải phóng mặt bằng. Thế còn lại các chi phí khác thì ví dụ như là chi phí về phương tiện thiết bị. Thế thì bây giờ là cái mà luật về đầu tư ấy thì nó cũng đã rõ hơn cái giai đoạn đó rồi. Thì bây giờ là trong cái tất cả những cái hạng mục của cái hệ thống đường sắt cao tốc đấy thì có rất nhiều cái chỗ mà có thể xã hội hóa được. Ví dụ như bây giờ là cái phương tiện vận tải, đương nhiên là trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải phải lo mua, chứ nhà nước không thể bỏ tiền đấy để mua cho ông chạy được. Nhà nước chỉ xây đường thôi. Thế các cái khu ga thì cũng hoàn toàn có cái lợi thế để kêu gọi xã hội hóa đầu tư. Như trong cái số trước tôi thấy có một vị diễn giả cũng đã có nêu cái bài học của Hàn Quốc đấy. Được. Tức là một cái bãi đậu xe chứa tới hàng nghìn cái ô tô để cho người ta đi tàu từ Busan lên Seoul để làm việc. Thế thì những cái bãi đậu xe đấy là hoàn toàn có thể xã hội hóa được. Và cả cái khu ga đấy đều có thể xã hội hóa được. Ngoài ra còn những cái công trình mà thương mại ở dọc tuyến hoặc là liên kết với các cái khu ga lớn ấy, thì đều là có thể xã hội hóa được. Thành ra cái 30,8 tỷ đô để xây hạ tầng đấy, thực chất nhà nước cũng chỉ phải lo một phần thôi. Và theo cái bài học kinh nghiệm của Nhật Bản là nước đầu tiên và bây giờ Trung Quốc là nước mà phát triển được sắt cao tốc rất là mạnh ấy, thì chính phủ đầu tư tối đa 50%. Còn lại là thông thường là khoảng độ 30% là của các địa phương
và chịu trách nhiệm về góp bằng đất và chịu trách nhiệm giải phóng để giao đất sạch. Còn 20% là của các doanh nghiệp. Thế thì nếu như chúng ta mà vận hành cái cơ chế kêu gọi đầu tư tốt ấy, thì hoàn toàn là có thể là giảm được cái áp lực về cái đầu tư từ ngân sách. Vâng, một số số trước, ngay số cách đây 2 số không? Thì ông Bình có nói về câu chuyện là đấy là cái vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm nhất, cái con số 5-6 tỷ đô ấy ạ. Vậy với những lý giải như vậy, lẽ ra năm 2010 là cũng đã có thể là thuyết phục được đại biểu Quốc hội rồi chứ ạ? Năm 2010 thì cũng đã lý giải như vậy rồi, và bây giờ báo cáo đầu tư vẫn còn nguyên những cái số liệu đó. Vậy thì liệu đến năm 2019 vẫn với những lý giải như vậy thì chúng ta có thuyết phục được không ạ về cái con số này ạ? Mình nghĩ thế nào? Tôi nghĩ là nếu mà với cái tình hình kinh tế xã hội mới cách cũng 7-8 năm rồi, thứ nhất cái tổng GDP của chúng ta nó tăng rất nhiều so với thời điểm đó, thì có mắt nhìn nó sẽ, tôi nghĩ là nó khả quan hơn. Và mặt khác là chúng ta có những cái giải trình cụ thể hơn về cái phân kỳ, về cái kêu gọi xã hội hóa. Đồng thời có lẽ một cái nữa chúng ta cần nói thêm, đó là cái nội địa hóa cái việc xây dựng này. Thì trong thời gian gần đây cái trình độ công nghệ kỹ thuật của các tổng công ty xây dựng lớn của chúng ta phát triển rất là nhanh, và họ hoàn toàn có khả năng đảm nhận một phần rất lớn cái phần xây dựng hạ tầng, đúng không anh ạ? Đó, thì chúng ta bỏ tiền của nhà nước ra, ví dụ như anh Hạt nói là 30,8 tỷ đô, thì một phần lớn cái số đó nó cũng vào các doanh nghiệp trong nước của chúng ta, và nó đi vào việc mua sắm xi măng, sắt thép, sử dụng cho nhân công lao động của chúng ta, và nó là một phần kích hoạt cái nền kinh tế, chứ không phải là bỏ xuống sông xuống biển. Và qua đó thì chúng ta có được một cái hạ tầng rất là tiên tiến, đó là hệ thống đường sắt cao tốc độ cao. Thì số tiền bỏ ra và cái lợi ích nó mang lại được cân đối như thế nào, đó là điều mà chúng ta cần giải trình. Có thể là số tiền nó không được giảm đi đâu, nhưng mà chúng ta giải trình rõ hơn về cái lợi ích nó mang lại, thì tôi nghĩ là nó sẽ có phần tính thuyết phục cao hơn, đặc biệt là với những cái vụ tai nạn gần đây của đường sắt hiện có, thì nó thể hiện cái tính cấp thiết phải có một cái hệ thống đường sắt an toàn hơn, ổn định hơn, để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội cũng như là phục vụ cho du lịch. Du lịch sẽ rất cần cái tuyến đường sắt này. Có một số ý kiến cho rằng là năm 2010 chúng ta chưa giải thích rõ ràng, chưa có giải trình cụ thể, chưa có sự chuẩn bị chi tiết, nên là chúng ta mới không được phê duyệt, có đúng không ạ? Tôi thì cũng không cho hẳn là như vậy. Bởi vì là dự án là thực hiện theo trình tự là tư vấn lập trình tổng ty đường sắt, trình Bộ Thông Vận tải, Bộ Thông Vận tải trình Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao hội đồng thẩm định nhà nước để mà thẩm định, và hội đồng nhà nước thẩm định rồi thì Thủ tướng mới trình Quốc hội. Quốc hội lại giao cho Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường là cơ quan đầu mối để thẩm định. Và tôi đã phải đi theo Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội là báo cáo tại Hà Nội, tại Đà Nẵng, tại Thành phố Hồ Chí Minh, và hầu như tất cả các địa phương đều đồng thuận với cái việc đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc. Thậm chí có địa phương còn thắc mắc và ông ơi sao ông không cho nắn tuyến cho tỉnh tôi cũng có đường sắt cao tốc. Có nghĩa là dân thì rất thích đường sắt cao tốc và họ thấy là đây là một cái phương tiện mà đi lại rất là thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, bao giờ cũng đúng giờ. Nhật Bản chạy từ năm 64 đến bây giờ tổng cộng mới chậm có 32 giây thôi. Và chưa có vụ tai nạn. Thì đấy là những cái ưu thế nổi bật của đường sắt cao tốc. Còn nếu có thời gian thì tôi có thể kê ra đủ 10 cái ưu điểm nổi bật của đường sắt cao tốc. Nhưng mà tôi nghĩ là những cái đấy thì dần trong các số trước thì một số đại biểu cũng đã có đề cập. Thế thành ra là tôi cũng không lý giải được là tại sao là Quốc hội lại chưa thông qua cái dự án đường sắt cao tốc vào năm 2010. Tôi cho rằng là cái bức tranh của 2019 nó sẽ phải khác 2010. Mặc dù vẫn là con số đó. Nhưng mà nếu như 2010 chúng ta chỉ nhấn mạnh cái yếu tố về vốn đầu tư, nó là cái băn khoăn lớn nhất, thì 2019 và 2020 chúng ta phải có cái nhìn khác. Vốn đầu tư nó chỉ là một trong những yếu tố phải xem xét. Trong khi đó cái sự cần thiết của cái việc phải có tuyến đường sắt cao tốc tốc độ cao đấy. Thế rồi cái nhu cầu phải đầu tư. Thế rồi cái lợi ích mà nó mang lại như các cái đại biểu đã phân tích, các cái diễn giả đã phân tích ấy. Tôi cho rằng đấy mới phải là cái mà Quốc hội phải đặt lên một cái cán cân tổng thể để xem xét. Thế còn khi mà đã khẳng định rằng là nhu cầu tất yếu phải làm thì nên làm càng sớm càng rẻ.
Và hai nữa là Nhung Bình đã chia sẻ đó. Chúng ta chỉ nói đến con số tiêu 5-6 tỷ, nhưng chúng ta không nghĩ tới, không tính toán, không nói về cái việc là đầu tư 5-6 tỷ nó sẽ đem lại được bao nhiêu tỷ cho nền kinh tế, cho người dân, cho các doanh nghiệp. Đúng không? Đấy. Và cái thứ ba nữa là gì? Đây là câu chuyện của tương lai. Chúng ta là phải nợ tương lai. Như tôi nói đấy, tất cả những nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì đều phải có đường sắt tốc độ cao. Chứ không thể nào có cái đường sắt của thế kỷ 19 mà đi vào cái công nghiệp của thế kỷ 21 được. Cho nên chúng ta càng đầu tư sớm thì chúng ta càng trả cái bài toán cho tương lai sớm. Thế còn chúng ta càng chần chừ thì có những cái tương lai không thể làm lại được. Chúng ta làm hôm nay thì đến năm 2030 chúng ta mới có đường sắt đó. Còn nếu chúng ta lại chần chừ một lần nữa lại đến 2030 mới thông qua thì không biết đến bao giờ con cháu chúng ta, đất nước chúng ta mới có đường sắt cao tốc. Cho nên tôi cho rằng là cái bài toán là chúng ta phải đặt tổng thể. Trong đó cái bài toán về vốn đầu tư nó chỉ là một cái cạnh đặt ra. Cái thứ hai nữa về vốn đầu tư thì cái bức tranh của 2019-2020 cũng rất khác xa với 10 năm trước. Bởi vì sao? Bởi thứ nhất là chúng ta đã sau 10 năm thì cái quy mô nền kinh tế chúng ta cũng đã tăng lên rất nhiều so với 10 năm trước. Rồi cái về cái tổng thu ngân sách chúng ta cũng đã tăng. Rồi cái tổng đầu tư xã hội chúng ta đã tăng. Và cái dự trữ ngoại tệ chúng ta đã tăng. Đấy. Và cái khoa công nghệ chúng ta cũng đã phát triển hơn rất nhiều so với trước đây. Cái năng lực chúng ta để cho thực thi. Rồi các doanh nghiệp trong nước cũng đã có những cái sự tích lũy nhất định và cũng hoàn toàn có thể. 10 năm trước thì những tập đoàn tỷ đô chúng ta hầu như vắng bóng. Nhưng bây giờ chúng ta đã có nhiều tập đoàn tỷ đô hoàn toàn có thể tham gia xây dựng cái việc này. Đấy. Và thêm nữa là những cái cơ chế để huy động vốn xã hội chúng ta cũng rõ rất nhiều so với 10 năm trước. 10 năm trước câu chuyện BT, OT, BTO nó cũng là rất mới. Nhưng bây giờ nó là câu chuyện rất là bình thường rồi. Đấy, cả xã hội đã nhìn thấy được rồi và chúng ta đã có cơ chế làm. Vì vậy chúng ta đã có những cái cơ chế để huy động vốn. Và thêm nữa một cái ông Bình mà nói tôi rất là tán thành. Ở đây và ông Hà cũng đã nói. Ở đây ngoài cái việc đầu tư xã hội hóa không chỉ có nghĩa là tư nhân nhà nước, mà xã hội hóa đây còn có quan niệm là từ trung ương và địa phương và toàn dân. Cái việc mà trung ương đầu tư những cái từ vốn từ ngân sách của trung ương là quan trọng, nhưng mà cái vai trò địa phương, vai trò của cộng đồng tôi nghĩ rằng cũng cần phải tham gia vào đây. Ví dụ như là gì, địa phương hoàn toàn có thể tham gia những câu chuyện về giải phóng mặt bằng, về những đầu tư những công trình hạ tầng địa phương. Và đây là cái lợi ích rất lớn mà địa phương có thể được hưởng thụ. Nếu như có một địa phương nào đó có một cái tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua và có cái nhà ga đó thì tôi cho rằng đây phải được xác định là công trình trọng điểm về giao thông của địa phương. Nó trọng điểm hơn rất nhiều những cái công trình khác. Thì đấy mới là cái tư duy phát triển. Thế và cái thứ hai nữa là gì? Người dân địa phương được hưởng lợi thì đương nhiên là nếu chúng ta có kêu gọi sự đóng góp của chính quyền cũng như người dân địa phương thì nó cũng là một cái điều rất hợp lý và tôi nghĩ người ta sẵn sàng thôi. Và cuối cùng tôi mới nói rằng nếu mà đầu tư dự án, đại dự án này thì cần phải có một quyết tâm chính trị rất cao của Quốc hội, của chính phủ và của toàn dân thì mới làm được. Còn nếu chúng ta cứ bàn và chúng ta cứ đưa ra phân tích, chúng ta cứ đưa ra những đánh giá, những nghi ngại thì tôi nghĩ là rất là khó để thực hiện. Nhưng mà thực ra thì cũng không bất ngờ đâu anh Vinh ạ. Bởi vì là theo cái bài học kinh nghiệm của các nước đã xây dựng đường sắt cao tốc ấy, thì cái thời gian chuẩn bị ấy, là bao giờ cũng phải khoảng từ 10 đến 12 năm. Nhưng cái thời gian xây dựng chỉ 4-5 năm là xong một tuyến. Tất nhiên ví dụ như của Hàn Quốc hay của Đài Loan ấy, thì tuyến của họ chỉ có 400-500 cây thôi. Cho nên họ thời gian xây dựng chỉ có 4-5 năm. Nhưng mà bản thân họ cũng có mất thời gian chuẩn bị khoảng 10 năm. Cũng phải là làm công tác truyền thông, rồi thuyết phục dư luận, rồi tuyên truyền để tạo cái sự đồng thuận. Thì tôi cho rằng là cái năm 2010 của Quốc hội chưa thông qua thì cũng không có gì mà là phải sốc cả. Nhưng mà năm nay thì năm 2019 này thì tôi tin thời điểm thích hợp rồi, 500 đại biểu đại diện ưu tú của nhân dân thì chắc chắn là sẽ quyết định những cái vấn đề mà mang lại lợi ích cho nhân dân và cho đất nước. Vâng. Chúng tôi thực hiện 4 số rồi thì chúng tôi với hơn 10 khách mời tham gia thì được đều đồng thuận là chúng ta quá cần thiết, vô cùng cấp bách với một cái dự án như vậy. Tuy nhiên là cái việc mà mổ xẻ rồi đưa ra các thông tin để mà chúng ta làm một cái hiệu quả, tránh cái tình trạng nào là đội vốn nào là không được như chúng ta mong đợi về chất lượng, có rất nhiều những cái vấn đề lo ngại, thì tôi nghĩ là hoàn toàn cần thiết để truyền thông chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho quý vị khán giả, những cái người dân đang rất là quan tâm. Thì với dự án sắp tới ạ, thì ông Hạt có thể cung cấp thêm một số những cái thay đổi, một số cái tiến trình chuẩn bị nó khác biệt như thế nào, nó cụ thể như thế nào? Hiện nay thì đang ở giai đoạn báo cáo giữa kỳ, cho nên tôi cũng chỉ có thể nói được những cái việc mà chúng tôi đã làm. Thì thứ nhất là đang đi rà soát lại cái hướng tuyến để thỏa thuận với các địa phương. Thế thì khi mà chúng tôi làm cái báo cáo đầu tư đường sắt cao tốc năm 2010 ấy, thì cũng đã thỏa thuận hướng tuyến với tất cả 20 tỉnh thành đường sắt đi qua rồi.
Thế thì đa phần là các tỉnh là người ta vẫn giữ cái quỹ đất đấy để dành cho đường sắt cao tốc, và người ta lập quy hoạch của địa phương là trên cơ sở là đã có cái hướng tuyến của đường sắt cao tốc. Thành ra cái sự thay đổi về hướng tuyến là không đáng kể. Bây giờ chỉ có vấn đề khác nhau ở chỗ là trước đây thì mình quyết tâm là xây dựng một cái tuyến đường sắt cao tốc chạy chỉ riêng tàu khách và tốc độ khai thác là 300 đến 350 km/h. Nhưng kỳ này thì chúng ta là xây dựng cái tuyến đường sắt tốc độ cao, khai thác là từ 106 đến 200 km. Và như lúc đầu tôi có nói là đang luận thêm cả vấn đề là sẽ chạy chung cả tàu khách và tàu hàng. Thế nhưng mà chạy tàu hàng thì cũng sẽ ở cái mức độ là hàng nhẹ để mà nó không tăng cái tải trọng so với tàu khách, thì để tránh cái chuyện mà phát sinh cái chi phí xây dựng. Thế còn một vấn đề nữa mà cũng sẽ có cái sự phải đi sâu hơn lần trước ấy, là đi vào cái cơ chế huy động vốn và đề xuất các cái cơ chế đặc thù cho dự án. Thế thì về cái huy động vốn ấy thì bây giờ xem ví dụ như ở Thái Lan, người ta có một cái bài học rất là hay. Hầu như người ta không trông vào ODA, bởi vì Thái Lan là người ta đã vượt qua cái nước nghèo từ lâu. Tốt nghiệp ODA. Thành ra là không có ODA. Thế nhưng người ta có cái bài học rất hay là người ta là công bố là dùng ngân sách. Cho nên người ta đấu thầu là đấu thầu quốc tế công khai. Cho nên thực ra cái giá nó rất là thấp. Mà đến khi đã có nhà trúng thầu rồi thì lúc ấy mới đi kêu gọi vận động để vay thương mại, nhưng mà với lãi suất ưu đãi. Thì nếu mà tính kỹ ra thì đi theo con đường đó là còn rẻ hơn ODA. Bởi vì ODA thì bây giờ là tôi nêu một cái ví dụ cách đây độ khoảng gần 20 năm, tức là từ năm 94-95. Khi Nhật Bản viện trợ cho mình để xây 9 cái cầu, thì lúc đó cái cơ chế ODA của Nhật Bản rất thoáng cho đấu thầu quốc tế. Thế thì đấu thầu quốc tế thì cái giá trúng thầu là chỉ chưa đến một nửa cái dự toán. Nhưng cái phần dư đấy lại làm thêm được cái 9 cái cầu nữa. Xong 9 cái cầu lại đấu thầu tiếp, lại vẫn dư ra được. Cuối cùng làm thêm 10 cầu nhỏ hơn nữa và một đoạn đường gom. Đấy, thế nhưng bây giờ cơ chế của ODA của Nhật thì nó lại khác, không thế nữa. Bắt buộc phải là tư vấn chính là phải là tư vấn Nhật. Hàng hóa xuất xứ thì phải là 30% từ Nhật Bản. Vân vân và vân vân. Cho nên cái ràng buộc về cái cơ chế ODA cũng bây giờ cũng không có ưu đãi như thời kỳ đầu. Hai nữa là bây giờ mình cũng tiệm cận cái nước mà có thu nhập trung bình rồi, thì cái ODA nó cũng không phải là cái cứu cánh để mà mình trông vào. Thành ra kỳ này thì chúng tôi phải phân tích sâu hơn về cái cơ chế chính sách huy động vốn. Tất cả các cái nước mà xây đường sắt cao tốc thì người ta đều ban hành cái cơ chế đặc thù để xây đường sắt cao tốc. Thì Việt Nam chắc cũng không thể là ngoại lệ, thì kỳ này sẽ nghiên cứu sâu về cơ chế. Vâng. Ông Bình hay cho ông Vinh có thêm những hỏi đáp gì không? Có một cái ý kiến của anh Vinh mà tôi cũng rất là tán thành đó. Đó là cái thời điểm chúng ta cần có cái định hướng là chấp thuận cái chủ trương đầu tư này. Thì nó cũng trùng với ý kiến của anh Hạt là từ đó mà chúng ta vạch cái hướng tuyến và định nó trong quy hoạch phát triển của từng tỉnh thành. Chứ không, nếu không hiện nay chúng ta mang tính chất gần như là quy hoạch treo, không có cái căn cứ nào cả, nhưng mà vẫn dành đất đấy để cho phát triển đường sắt tốc độ cao. Thì nếu cái thời điểm này chúng ta không xác định được thì chúng ta không thể treo mãi. Không treo mãi thì những cái vùng đất đã dành sẵn đấy là sẽ được phát triển đô thị. Đến về sau khi chúng ta quyết tâm muốn làm thì không còn đất đâu mà làm nữa. Thì không có đất mà làm, lúc đó chúng ta giải quyết bằng cách là đánh cái hướng tuyến vòng ra xa, tránh khỏi cái đô thị đi. Thì cái đấy cũng là một giải pháp, nhưng mà nó giảm đi cái tính tiện lợi của đường sắt tốc độ cao rất nhiều. Ở Nhật cũng đã từng có một số trường hợp như vậy, là ga đường sắt cao tốc phải né cái lõi đô thị để xây cho được nhanh, đỡ công giải phóng mặt bằng. Nhưng mà những cái ga đó nó rất là bất tiện cho người dân và nó kéo giảm cái số người sử dụng đường sắt cao tốc ở những ga đó. Tôi thì tôi chia sẻ thêm về cái vấn đề vốn đầu tư. Tôi nghĩ rằng là bất cứ nước nào làm đường sắt cao tốc thì cũng không thể chính phủ làm hết đâu, mà đều phải xã hội hóa, chính phủ tư nhân rồi chính phủ với nước ngoài. Việt Nam cũng không thể nào đi con đường khác được, nhất là với cái số vốn lớn như vậy mà chúng ta dự kiến làm. Mà cái việc mà kêu gọi vốn tư nhân ấy, thì tôi nghĩ rằng là cũng là một cái rất là tốt thôi. Thế còn quốc hội rồi cử tri thì lo lắng cái chuyện là sẽ có những tiêu cực trong cái quá trình lập
phê duyệt dự án, rồi có tiêu cực trong cái việc đấu thầu, có tiêu cực trong vấn đề thi công, giám sát. Thì tôi cũng phải chia sẻ thế này. Ở góc độ luật pháp và cơ chế chính sách, thì với cái khung pháp luật hiện hành chúng ta đã có hoàn toàn có đủ cơ sở để mà giám sát, để mà kiểm soát tất cả những vấn đề. Đấy. Từ vấn đề lập dự án, tư vấn như nào, rồi đơn vị giám sát như nào, đơn vị thẩm định đánh giá nào, để mà khi trình Quốc hội thông qua, nó đều theo những bước rất là chặt chẽ. Rồi sau này trong quá trình đấu thầu cũng vậy, cái việc tổ chức đấu thầu, nếu chúng ta làm đúng luật, đúng những cơ chế hiện hành thì cũng đảm bảo cái sự khách quan, công khai, minh bạch. Vấn đề còn chỉ còn nằm ở cái chỗ là chúng ta thi hành thôi, chứ còn cái cơ chế và pháp luật này chúng tôi cho rằng là chặt chẽ rồi. Đấy. Mà nếu làm đúng như thế thì tôi cũng tin rằng là không sẽ rất hạn chế rất nhiều những cái tiêu cực. Thế còn nói là loại trừ hoàn toàn thì không ai dám nói, nhưng mà cho nên là chúng ta cứ tin tưởng vào cái việc đó, và chúng ta cũng tin tưởng vào cái nơi nội lực của chúng ta, tin tưởng vào đội ngũ các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn chúng ta, các tập đoàn tư nhân trong nước, người ta cũng hoàn toàn có năng lực và người ta cũng hoàn toàn khát khao cống hiến để mà đóng góp cho việc mà xây dựng hình thành một cái đại dự án như này. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là một là chúng ta không có cách nào khác ngoài việc là chúng ta phải kết hợp cả nguồn vốn nhà nước và tư nhân, và thứ hai nữa là chúng ta cứ tự tin vào cái cơ chế chính sách của chúng ta, nếu chúng ta làm tốt thì cũng hạn chế được những tiêu cực, và thứ ba là chúng ta cũng tự tin vào năng lực của đội ngũ doanh nghiệp, đội ngũ các doanh nhân ở trong nước hoàn toàn có thể tham gia thực hiện cái dự án này. Và chúng tôi đã thực hiện đến 4 chương trình đối thoại. Chúng tôi biết là những cái thông tin chúng ta cung cấp ngày hôm nay cũng vẫn khá là mới so với cả khán giả của chúng tôi. Những cái câu chuyện về khách này, rồi người này, rồi câu chuyện về vấn đề vốn này. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng rất mong khách mời có một cái chia sẻ, một cái nhắn nhủ, một cái tâm huyết của mình đối với cái đại dự án như thế này, đặc biệt là từ phía những người trong cuộc. Thì trước là xin mời ý kiến của ông Hạt, ông có một cái chia sẻ gì trước khi kết thúc chương trình ạ? Tôi thì thực sự mong là cái dự án này nó đi vào hiện thực từ năm 2010 cơ. Thế nhưng mà sau khi mà lên mạng xem rồi đi tham quan các nước ấy, thì tôi thấy là cũng bớt thất vọng, bởi vì cái lộ trình người ta cũng đều phải chuẩn bị như thế cả. Cho nên là tôi mong rằng là cái kỳ họp năm 2019 là Quốc hội sẽ thông qua cái chủ trương đầu tư cái dự án này. Bởi vì tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của anh Vinh, càng thông qua sớm thì cái chi phí xây dựng nó sẽ càng rẻ, bởi vì quỹ đất người ta đã dành cho mình rồi mà người ta không thể chờ mình mãi được. Bây giờ người ta lại quy hoạch cái khác vào, đến lúc ông làm ông lại không có đất để làm nữa thì cứ gọt chân theo giày thì không biết đến bao giờ mới xong. Cho nên là quyết định càng sớm thì dự án sẽ càng được đi vào cuộc sống sớm, thì càng đáp ứng sớm cái mong mỏi của người dân. Người dân càng được hưởng lợi sớm không ạ? Vâng ạ. Tôi thì cũng giống như anh Bình. Tôi cũng là nghiên cứu sinh của JICA, cũng đã có thời gian may mắn học ở Nhật Bản, cũng đã được tiếp cận với lại tàu Shinkansen rất là sớm và công nghệ Shinkansen, và trực tiếp là người đã đi cái tàu rất là nhiều thì thấy rằng cái tiện ích của nó. Và tôi băn khoăn một điều rằng nước Nhật người ta đã làm được cái điều đó từ năm 1964 mà bây giờ đến 50 năm sau chúng ta vẫn còn đang bàn câu chuyện đó. Thế thì tôi chỉ mong muốn làm sao chúng ta những cái vấn đề đây này chúng ta cũng cần bàn cho kỹ, nhưng mà cũng cần phải có quyết sách để đưa ra những cái quyết định đúng thời điểm. Tôi chỉ mong muốn rằng nếu chúng ta quyết định sớm lại còn thời gian xây dựng vận hành nữa thì 20-30 năm sau đất nước chúng ta sẽ có một hệ thống tàu tốc độ cao và con cháu chúng ta sẽ là được những người được hưởng lợi cái đó. Còn nếu chúng ta cứ chần chừ thì không biết đến bao giờ con cháu chúng ta mới có được cái thụ hưởng những cái tiện ích của cái công nghệ cao, rồi tiện ích của cái sự phát triển về hệ thống hạ tầng giao thông đem lại. Mà các nước trên thế giới đã làm từ rất lâu rồi. Rất lâu rồi. Vâng ạ. Ông Bình thế nào? Về phía tôi thì làm việc ở trường Đại học Việt Nhật thì chúng tôi một trong những cái định hướng lớn đó là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển bền vững. Thế thì nói phát triển bền vững tức là chúng ta phát triển mà không gây hại cho các thế hệ về sau. Thế thì khi chúng ta nói về cái đường sắt tốc độ cao, tôi ít thấy người ta bàn đến cái khía cạnh tác động môi trường, tức là giảm phát thải ra môi trường so với những cái phương tiện giao thông khác. Bây giờ chúng ta có một đất nước trải dài từ Nam đến Bắc, từ Bắc đến Nam. Cái nhu cầu khách đi lại rất là lớn. Bây giờ chúng ta không có cái phần đường sắt đảm nhiệm. Thế thì chúng ta đang dựa chủ yếu vào đường bộ và đường hàng không. Thì hai cái phương tiện đó nó cũng tiện lợi cho người dân đấy. Nhưng mà cái phát thải carbonic, phát thải các chất độc hại ra môi trường từ việc đốt nhiên liệu xăng là rất lớn so với... Nếu đây là tàu điện thì chúng ta dùng điện. Tất nhiên điện nó cũng phải dùng một phần
là nhiệt điện nhưng mà có cả thủy điện và những cái nhiên liệu, năng lượng tái tạo khác nó góp vào, và cái mức độ phát thải ra môi trường nó khác hẳn. Người ta đã chứng minh rất là rõ là cái phần phát thải trên một đơn vị vận tải của đường sắt nó chỉ bằng khoảng 1/10 so với đường ô tô thôi. Thế thì nhờ cái đường sắt chúng ta sẽ bớt gây hại cho môi trường và duy trì cái môi trường trong lành cho không chỉ Việt Nam chúng ta mà cho cái với cái quan điểm toàn cầu nữa. Thì những cái quan điểm đó cho đến nay chưa được nhìn xem xét một cách thấu đáo. Và tôi mong là trong thời gian tới những quan điểm rộng hơn, không chỉ trong một đất nước, trên cái quan điểm toàn cầu, toàn thế giới cũng sẽ được xem xét một cách kỹ lưỡng. Đó có phải là một trong 10 ưu điểm của đường sắt tốc độ cao mà ông Hạt đã muốn nhắc tới không ạ? Chính xác là như thế, và thậm chí là trong cái ý tưởng thiết kế là chúng tôi cũng đã tính cả đến ứng phó với biến đổi khí hậu. Bởi vì là như chị có thể biết là trên 1.570 km ấy, thì có hơn 1.000 km là cầu cạn, tức là chạy trên cao. Đấy là hoàn toàn ở khu vực miền Trung là đều chạy trên cầu cạn. Chứ như cái tuyến đường sắt hiện nay thì thực ra là cũng như là con đê nó ngăn cái thoát lũ từ phía dãy Trường Sơn ra biển. Cho nên là cái đối với cái dự án đường sắt tốc độ cao này thì hơn 1.000 cây số ở miền Trung là đều chạy trên cao hết. Và sau 4 số đối thoại thì sau khi lắng nghe rất nhiều ý kiến của các khách mời thì ông Hạt có cảm thấy là đều có được có cái sự đồng thuận, được cái tiếp sức thêm cho mình trong cái việc là chúng ta sẽ trình cái dự án này ra với Quốc hội không ạ? Cũng rất là cảm ơn các quý vị diễn giả là cũng đều có quan điểm ủng hộ cái chủ trương xây dựng đường sắt cao tốc, và đấy cũng là tạo cái niềm tin và cái động lực để cho chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ. Vâng ạ. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn ông Hạt, cảm ơn hai khách mời đã đến với trường quay của đối thoại ạ. Và chúng tôi rất là mong có những thông tin của người trong cuộc, những cái người quan tâm, những cái người thực sự là tâm huyết với cả cái đề tài của đối thoại cũng như cái dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Thì chúng tôi hy vọng là với những thông tin chúng tôi cung cấp với quý khán giả cũng đã có thêm một cái bức tranh rất là tổng thể về cái dự án này, và chúng ta sẽ mong đợi vào một cái sự phê duyệt sớm nhất trong thời gian tới, đúng không ạ? Để mọi người đều được hưởng lợi và chúng ta sẽ nhanh chóng được tiếp cận cái dịch vụ tiện ích như nhiều nước trên thế giới mà chúng ta đã từng đi qua, đúng không ạ? Chúng tôi rất là cảm ơn ba vị khách mời đến với trường quay đối thoại ạ, và xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình và lại cùng chúng tôi theo dõi sát những cái tiến độ và kết quả chúng ta đã đạt được về cái câu chuyện này ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn các vị khách mời, và chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Và quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại tuần này cũng như các chương trình đối thoại nằm trong về đề tài đối thoại trên website của kênh truyền hình VITV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo ạ.